Pháp tứ vô lượng tâm gồm có tâm từ, tức là thiền, thực hành thiền tâm từ, tâm bi, thực hành thiền tâm hỷ và thiền tâm xả. Đấy là bốn cái pháp thuộc về bốn vô lượng tâm. Thì cái pháp thiền tâm hỷ cũng giống như là thực hành thiền tâm từ tâm bi vậy, nó cũng tương tự cái cách thực hành, đối tượng thực hành tương tự giống như nhau, chỉ có cách là cái sự tác ý của mình nó hơi khác với thiền tâm từ tâm bi một chút xíu. Rồi với người thực hành thiền tâm hỷ cũng thế, trước tiên là mình phải giải tâm hỷ cho bản thân mình một chút, nên là mình hướng về cái thân của mình và mình niệm là cầu mong cho tôi không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Và mình phải hiểu được cái sự thành công là cái gì, tức là cái gì mà mình yêu quý, những cái gì thân thương, những cái gì mà mình cho là có cái sự thành tựu, cái sự thành công cả về phương diện vật chất hay là cái sự thành công về tinh thần thì đều được gọi là sự thành công, như là thành công về công ăn việc làm, thành công về tài sản vật chất, về danh vọng chức quyền, về trí tuệ, hay là về đạo, về cái con đường tu đạo tu tâm. Đấy đều là những cái sự thành công hết. Thì một cái gì đó mà mình cho rằng đó là thành công, thì đó là sự thành công và mình cảm thấy hoan hỷ. Vậy thì mình chỉ niệm ở trên bản thân mình một cái khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 3 đến 5 câu thôi, tức là khoảng thời gian từ 10, 20 đến 30 giây là xong. Chỉ vì bản thân mình không phải là đối tượng của cái tâm hỷ này, nhưng mà hướng về mình để cho mình hiểu ra được cái sự hoan hỷ về những cái sự thành công nó như thế nào. Sau đó thì mình hoan hỷ về sự thành công của người khác cũng như thế vậy. Cái gì mà mình yêu quý, cái gì mà mình mong muốn, cái gì mà mình hoan hỷ thì người khác cũng hoan hỷ như vậy. Vậy thì khi mà mình muốn thực hành thiền tâm hỷ, mình phải chọn những đối tượng là người ở bên ngoài, đó là những cái người cùng phái với mình, những người mà mình cảm thấy hoan hỷ nhất thì mình hãy dễ thực hành nhất. Người nào mình hướng tâm đến, mình cảm thấy trong tâm mình có cái sự hoan hỷ vui vẻ, kính trọng người đấy nhất thì mình thực hành với người đấy là dễ thành công nhất. Và cái người đấy phải là người còn sống chứ không phải là người đã chết. Và có thể hướng tâm đến một người hoặc một đám đông người đều được. Với một, nếu mà người mà hành thiền chi tiết thì phải hướng tâm đến từng người một. Đầu tiên là hướng tâm đến những người mình hoan hỷ, kính mến, kính trọng, và lấy cái người đó làm đối tượng, ghi nhớ cái hình ảnh của người đấy và niệm cái câu là cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được, cầu mong cho người hiền thiện này, niệm thầm trong tâm không được niệm ra tiếng. Và cứ niệm như vậy, và mình phải hướng tâm đến cái khía cạnh, cái mặt thành công của họ, về công việc, về sự nghiệp của họ, những cái sự nghiệp mà mình cho rằng người đó là một cái sự thành tựu, đó là cái sự thành công, đó là cái sự hoan hỷ. Đó. Thế thì cứ niệm như thế thì cái tâm hoan hỷ ở trong mình nó khởi lên, cái tâm hoan hỷ ở trong mình nó khởi lên càng lúc càng mạnh, mà cái tâm hoan hỷ ấy, cái tâm niệm ấy nó cứ được duy trì liên tục không gián đoạn thì nó có thể đắc định được, nó vẫn có thể đạt đến định tĩnh, đạt đến sự nhất tâm và có thể đạt đến các trạng thái của các tầng thiền, đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nói như thế nhưng để vào được tầng thiền thì nó rất là khó, không phải dễ một chút nào, rất ít người có thể vào được. Nhưng với người là đã thực hành mà đắc định rồi, như là đã thực hành thiền tâm, đã thực hành thiền hơi thở mà đã chứng được sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền rồi thì chuyển sang hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ này nó rất là dễ. Nó chỉ cần mình hướng tâm, chú tâm vài chục phút là nó cũng đắc thiền, nó cũng sẽ đắc được sơ thiền tâm hỷ này, không khó khăn. Nhưng với người nào mà mình chưa có đạt được định với bất cứ một cái pháp môn nào ấy thì cũng sẽ rất là khó để mà vào được tầng thiền. Nhưng mà để mà phát triển được chánh niệm tỉnh giác thì dễ. Thì đấy là mỗi một cái lúc mình giải cái pháp thiền tâm hỷ này, đấy là chánh niệm, đấy là tỉnh giác. Và ngay trong lúc đấy, tâm của mình được thanh tịnh, không có những cấu uế, không có những phiền não. Thì với thiền tâm từ sẽ đối trị với lại cái phiền não, cấu uế,
của sân hận. Tức là với người nào có tánh sân hận, có cái tánh hay nóng giận, hay tức giận, thì người đấy thường xuyên an trú trong thiền tâm từ. Khi mà thường xuyên an trú trong thiền tâm từ thì người ấy sẽ trở nên hiền hòa, sẽ trở nên từ hòa, từ ái, và sẽ cái tâm sân hận dần dần nó bớt đi, và cái người đấy trở thành một cái đức tính hiền hòa. Vậy cái người nào mà thấy người đấy là có cái tánh hiền hòa là vì người đấy hay an trú ở trong trạng thái của tâm từ. Mong cho mọi người được an vui, tránh hiểm nguy. Còn có những người thì có cái tánh hay có cái tánh oán hận, giận hờn, hay có cái tánh sân hận rất là thâm sâu, ác ý, sân hận lớn, thì cái người đấy cần phải thực hành thiền tâm bi. Thiền tâm bi là mong cho mọi người được thoát khỏi những nỗi khổ đau, thấy rằng ai cũng là những chúng sinh khổ đau. Thì cái pháp thiền tâm bi ấy sẽ có tác dụng chế ngự đi những cái ác ý, não hại, những cái tâm oán hận thù hiểm. Những cái người nào mà hay hận thù, hay oán hận người khác thì an trú ở thiền tâm bi. Thiền tâm bi mà sung mãn, mạnh mẽ lên thì dần dần những cái oán hận đấy nó tiêu tan, và cái người đấy lại trở thành cái người có cái tình thương, có cái lòng thương xót, thương hại, và có cái tình thương, ưa thích làm những cái việc thiện nguyện, những cái việc từ thiện, cũng sinh ra từ những cái tình thương ấy. Và có những người nào mà hay có cái tính tật đố, cái tính tật đố là hay ghen ghét, hay ghen tị với cái sự thành tựu, với sự thành công của người khác. Mỗi khi mình thấy người khác thành công, cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội, cảm thấy tức tối, đấy được gọi là tính tật đố hay là tính ganh tị. Thì cái người có cái tâm tánh như vậy cần phải an trú ở thiền tâm hỷ. Thiền tâm hỷ thì sẽ đối trị lại, đó là hoan hỷ với sự thành công của người khác. Vậy mỗi khi mình thấy những người khác thành công, cảm thấy hoan hỷ, vui mừng theo như là chính sự thành công của mình vậy, thì cái pháp tâm hỷ là đối trị với cái ganh ghét tập đố. Như vậy với cái người mà an trú ở cái pháp thiền tâm hỷ, ở cái tâm hỷ nhiều, cái hỷ vô lượng tâm này mà được tu tập làm cho sung mãn, thì cái người đấy sẽ trở nên vui vẻ, trở nên hoan hỷ, trở nên vui tính. Thì cũng là do cái tâm an của mình nó an trú vào cái pháp nào, thì mình cái tính cách của mình nó sẽ phát triển theo như vậy. Thì với cái pháp thiền tâm hỷ này cứ được thực hành liên tục như thế. Đầu tiên là phải hướng tâm đến những người mà mình cảm thấy hoan hỷ, kính mến, kính trọng. Hoặc là mình có thể nhóm một nhóm người chung chung cũng được, người cả những người kính trọng, người thường, người ghét, rồi mình niệm như thế. Hoặc là hành tuần tự với tất cả những người mình kính mến, với những người bình thường không yêu gươm không ghét, rồi sau đó cả đến những người mà mình ghét mình cũng hoan hỉ, thì sẽ không cảm thấy oán hận với ai nữa. Rồi sau đó mở rộng cái tâm hỉ này đến tất cả chúng sinh, từ gần đến xa, từ những người xung quanh mình, rồi đến những người trong cùng làng, cùng cái xã, cùng huyện, cùng cái tỉnh, khắp cả cái thành phố, khắp cả một cái quốc gia, hay là mở rộng ra đến tất cả năm châu bốn bể, là cái chúng sinh vô biên. Và có thể mở rộng cả cái thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ này đến cả những chúng sinh ở các đọa xứ, như là cõi địa ngục, cõi ngã quỷ, súc sinh, và có thể mở rộng đến tất cả các chư thiên ở các cõi thiên giới. Vậy cho nên là mới được gọi là vô lượng tâm, là cái tâm nó có thể mở rộng không có giới hạn đến những chúng sinh vô lượng ở khắp cả thế giới này và thế giới khác. Đấy là cái bốn cái tâm gọi là tâm vô lượng. Và những tâm từ thì sư đã giảng nhiều lần rồi, thực hành thiền tâm từ. Và cái lần trước thì sư có hướng dẫn về thiền tâm bi, còn hôm nay thì sư sẽ hướng dẫn cho mọi người thực hành thiền tâm hỷ. Thì cái tâm hỷ thực hành thì đơn giản như vậy, đó là mình nhắm mắt vào, mình hướng tâm đến một cái người mình hoan hỷ, kính trọng, kính mến, và niệm cái câu như vậy: cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Và chú trọng nhất là đến cái sự thành công của người ấy, đến cái sự nghiệp, đến cái sự thành tựu của người đấy. Và mình sẽ cảm thấy cái tâm của mình nó hoan hỷ lên rất nhiều.
và phải cứ an trú như vậy đều đặn thường xuyên liên tục. Và ngay cả cái pháp này nó có thể thực hành được cả những cái lúc mình đi đứng nằm ngồi, trong cái lúc mình làm các công việc, nhất là mình sống ở những cái nơi nào có cộng đồng dân cư đông, hay là mình phải sống ở cái môi trường tập thể có đông người, tiếp xúc với nhiều hạng người cao thấp khác nhau, thì để mình có được cái sự hòa hợp với mọi người, hoan hỷ với mọi người, thì mình phải luôn an trú ở trong các cái pháp thiền ấy, tâm từ, tâm bi hoặc tâm hỷ, thì mình không bao giờ khó chịu, bực bội, buồn phiền hay là sân hận giận dỗi với ai. Đây là cái sự lợi lạc, lợi ích của pháp thiền tâm hỷ. Thì cái pháp thiền tâm hỷ cũng giống như các pháp thiền khác, đó là khi mình thường xuyên an trú như vậy thì mình sẽ sống trong cái trạng thái đó là an lạc, ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, không có ác mộng, được mọi người yêu quý kính trọng, được các vị chư thiên hộ trì, rồi là mình sẽ tránh ra được những cái sự hung dữ, tránh được những cái ác nhân, ác quỷ, ác thần người ta làm hại, tránh được cả những cái chất độc khí giới, độc trùng, hay là những cái loài rắn rết độc trùng sẽ không làm hại. Và khi mệnh chung thì tâm của mình an nhiên tự tại và mình sẽ được sinh về cõi này. Hoặc là cái sự thực hành thiền này mà nó có kết quả, giống như nó có thể đắc được các cái định, thì có thể mình sẽ làm lấy cái định đó làm nền tảng để phát triển thiền tuệ và đi đến niết bàn giải thoát trong ngày vị đà. Đó là cái lợi lạc, lợi ích của cái pháp hành thiền tâm hỷ vô lượng tâm. Bây giờ thì đến giờ mọi người sẽ thực hành thiền, sẽ có khoảng thời gian 10, 20 hoặc 30 phút đầu thì thực hành thiền tâm hỷ đó. Và sau đó khi nào mình cảm thấy nó căng thẳng, khi nào mà thực hành thiền tâm hỷ mà cảm thấy nó mệt rồi thì lúc đấy quay về hơi thở. Và cái lúc mình cứ an trú ở trên cái pháp thiền tâm hỷ đó bằng cái cách là giữ giải tâm hỷ cho mình một chút thôi, chỉ khoảng 20 đến 30 giây, 3 đến 5 câu thôi, để mình gợi nhớ, mình hiểu ra thế nào là sự hoan hỷ với sự thành công của bản thân mình. Và sau đó hướng tâm đến một người kính mến hoan hỷ, hoặc là mình hướng tâm đến cả một nhóm người cũng được, tùy mình lựa chọn cái đối tượng như thế. Và cứ niệm cái câu là cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công họ đã đạt được, cầu mong người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cứ niệm mình liên tục không gián đoạn như vậy, một cách nhẹ nhàng tự nhiên đều đặn, và cái hình ảnh của cái người đấy luôn luôn phải giữ, không được để cho mất đi. Và cái câu niệm đấy cũng niệm liên tục không được gián đoạn, cho đến khi nào nó căng thẳng hoặc cảm thấy nó mệt thì quay về hơi thở, an trú trên hơi thở, nghỉ ngơi trên hơi thở, nhẹ nhàng nhận biết hơi thở vào ra. Bây giờ bắt đầu đến giờ ngồi thiền. Bây giờ mọi người bắt đầu giữ lưng thẳng lên, giữ đầu thẳng, nhắm mắt vào, bắt đầu hướng tâm về thân mình, hướng tâm đến cái sự thành công của bản thân mình mà niệm rằng cầu mong cho tôi không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Sau đó thì hãy hướng tâm về một người mình hoan hỷ, kính mến, kính trọng. Nhớ là người cùng phái, đừng hướng tâm đến người khác phái. Nhớ là người còn sống, đừng hướng tâm đến người đã chết. Nhớ là cái người đấy mình cảm thấy hoan hỷ, tôn trọng, kính mến, đừng hướng tâm đến những người mà mình cảm thấy khó chịu. Và cứ niệm như thế để cho cái tâm hoan hỷ của mình nó phát sinh, để bắt đầu thời thiền.